Lò bát quái của lão quân vì sao lại để cho Tôn Ngộ Không một con đường sống? Trong tác phẩm Tây Du Ký, thái độ của lão quân đối với Tôn Ngộ Không vốn là một mực mập mờ không rõ, có vẻ rất là yêu thích Thạch Hầu. Nhưng khi đại náo thiên cung lại dùng kim cương chát đánh trúng đầu Tôn Ngộ Không, làm cho hắn bất tỉnh, sau đó mới bị nhị lang thần bắt đi. Nhưng nếu nói là không thích Thạch Hầu, thì kim cô bổng trong tay Tôn Ngộ Không lại chính là do lão quân chế tạo. Dù cho hầu tử đem thiên đình quậy đến long trời lở đất, lão quân cũng không hề thu hồi lại gậy như ý. Lại nói trong quá trình thỉnh kinh, lão quân cũng trợ giúp cho Tôn Ngộ Không được rất nhiều, tỉ như là cứu sống quốc vương nước Ok. Chính là nhờ thái thượng lão quân đưa cho Tôn Ngộ Không một hạt hoàn hồn đan mới có thể thành công cứu được quốc vương. Trong đó lo lắng lớn nhất chính là lò bát quái đem Tôn Ngộ Không luyện đến 7749 ngày đã không đem hầu tử đốt thành tro bụi, ngược lại còn giúp hầu tử luyện ra một thân đầu đồng thiết cốt cùng hỏa nhãn kim tinh. Đây không phải hại hầu tử mà chính là giúp hầu tử. Theo lý thuyết, tà muội chân hỏa cộng thêm lò bát quái thì chẳng có đồ vật nào không bị luyện hóa. Nhưng nhục thân của Tôn Ngộ Không vì sao lại chẳng hề hấn một chút nào? Trước đó, sau khi Tôn Ngộ Không bị bảy huynh đệ nhị lang thần bắt được, dùng câu đào câu xương tỳ bà để Thạch Hầu không thể biến hóa, rồi mới giải đến Trảm Yêu Đài chói thẳng lên trụ hàng yêu, thường đầm kiếm bổ, hỏa thiểu xét đánh, từ đầu đến cuối đều không thể gây tổn thương đến hầu tử mày may. Lúc này thái thượng lão quân tiến lên tấu nói: con khỉ kia ăn bàn đào uống ngự tử, lại trộm tiền đàn, nằm ấm tiền đàn kia của ta có sống có chín đều bị hắn ăn vào trong bụng, vận dụng tam muội chân hỏa rèn thành một khối, thành thân thể kim cang, trước mắt khó lòng gây hại, chi bằng hãy giao hắn cho lão đạo, đặt ở bên trong lò bát quái lấy vạn vũ hỏa rèn luyện tạo thành đan dược, bản thân hắn sẽ biến thành tro bụi. Ngọc Đế nghe vậy liền ra lệnh cho Lục Đinh Lục Giáp đem Ngộ Không gỡ xuống rồi giao cho lão quân. Lời này nghe ra rất có đạo lý, tựa hồ thái thượng lão quân đã một lòng giúp Ngọc Đế phân ưu. Thế nhưng là đến quá trình luyện hóa liền đã xảy ra một vấn đề. Nguyên lai đó là lò bát quái của lão quân ngoại trừ càn, khản, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, ngoài bát quái cung vị còn có một cái cung tốn. Ở tốn vị chỉ có gió không có lửa, cho nên Tôn Ngộ Không trốn ở phía dưới không chỉ không có việc gì, ngược lại còn luyện thành được hỏa nhãn kim tinh. Đến đây vấn đề liền đã nảy sinh. Làm chủ nhân của lò bát quái lại là đạo giáo chi tổ, thái thượng lão quân không có khả năng không biết trong lò có cùng tốn, không thể đốt chết người. Nhưng lão quân vì sao lại vụng trộm lưu lại cho Tôn Ngộ Không con đường sống này? Thứ ba, chúng ta hãy xem Tôn Ngộ Không là như thế nào trộm được tiền đan của lão quân. Trong nguyên tác hồi thứ 5, Tôn Ngộ Không ở hội bàn đào trộm rượu và mỹ thực. Sau khi uống say, hắn lung la lung lay, lúc đầu muốn về lại phủ đại thánh của mình, lại trời xui đất khiến đi tới đầu xuất cung của thái thượng lão quân. Theo lý thuyết, một vị thần có địa vị cao như vậy, chí ít ở cổng phủ phải có hai người canh gác. Dù cho không có kẻ đứng gác, thì bên trong khẳng định cũng có mấy người đồng tử tiếp đãi. Nhưng là khi Tôn Ngộ Không đi đến về sau, lại nhìn thấy một hiện tượng kỳ quái, trong cùng không có một ai, nhưng lại gặp bên cạnh đan lò, trong lò có lửa, hai bên trái phải sắp đặt lấy 5 cái hồ lô, trong hồ lô đều là kim đan vừa luyện xong. Kim đan là thứ gì? Đây chính là báu vật của thiên cung, chỉ có Ngọc Đế Vương Mẫu mới được quyền hưởng dụng. Quốc vương nước Ok lúc đầu vốn là đã chết, thái thượng lão quân chỉ cấp cho một viên kim đan, Tôn Ngộ Không đã có thể đem ông ta cứu sống trở về. Có thể thấy được kim đan là bảo bối vô cùng chân quý, đan phòng chí cũng phải có trọng bình để chấn giữ. Mọi người ăn hẳn đều còn nhớ đến Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương ở Bình Đỉnh Sơn, cả hai chính là đồng tử giúp lão quân canh lò bát quái, nhưng chỉ là những đồng tử tầm thường. Như vậy đều đem Tôn Ngộ Không đánh đến chết đi sống lại. Bởi vậy bên trong đan phòng này, dù chỉ là người nhóm lửa đốt lò cũng đều không phải là kẻ tầm thường. Nhưng mà khi Tôn Ngộ Không xông vào thì lại không có một ai. Nằm cái hồ lô kim đan liền như vậy trần trụi đặt ở trên lò. Giống như là ám chỉ nói, nếu người muốn ăn thì cứ liền tùy tiện mà cầm lấy. Tôn Ngộ Không tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội, đã một mạch ăn hết 5 bình kim đan. Như vậy lão quân đã đi đâu? Ngài đang là cùng nhân đăng cổ Phật ở trên đài Chu Lăng Đan giảng đạo, chúng tiên đồng tiên tướng tiên quan tiên lại đến hầu hạ ở bên nghe giảng giải. Vốn chỉ là một bài giảng giải, liệu có cần phải đem toàn bộ mọi người đều đi theo? Ngay cả một tên lính canh cổng cũng đều không để lại. Đây là một điều hết sức kỳ quặc.
Từ trên tổng hợp lại, Thái Thượng Lão Quân hoàn toàn chính là đang thiền vị trợ giúp Tôn Ngộ Không. Kỳ thật Kim Cô Bổng địa vị rõ ràng hơn. Thái Thượng Lão Quân mặc dù chế tạo rất nhiều binh khí của thiên đình, tỉ như là cửu sĩ đinh ba của chư bát giới, nhưng đều là có chỗ để sử dụng. Nhưng còn Kim Cô Bổng, Lão Quân tạo ra nó để làm gì? Mà lại ban đầu còn lấy tên gọi là Linh Dương Bổng, chế tạo về sau cũng không cần, tiện tay liền đem cho Đại Vũ. Đại Vũ cũng cảm giác không có gì để dùng đến, liền coi nó là thứ để đo độ nông sâu của hồ biển. Trị thủy xong về sau lại tiện tay liền ném vào Đông Hải. Kỳ thật Đông Hải Long Vương cũng không muốn giữ thứ đồ vật này, nhưng vì không thể điều khiển được nó, liền đành để cho nó nằm yên dưới Long Cung. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không chỉ vừa đến, Kim Cô Bổng tỏa ra hào quang lấp lánh, mà lại tự động thu nhỏ biến ngắn nằm ở bên cạnh Tôn Ngộ Không. Đây không phải rất rõ ràng Thái Thượng Lão Quân chính là vì Tôn Ngộ Không mà đã chế tạo ra hay sao? Hơn nữa còn ở bên trong tăng thêm công năng tự động phân biệt, cho nên từ đầu tới đuôi Thái Thượng Lão Quân đều là trợ giúp Tôn Ngộ Không. Khả năng có người sẽ nói, nếu Thái Thượng Lão Quân đã một mực giúp Tôn Ngộ Không, nhưng vì sao phải dùng kìm càng chát đem Tôn Ngộ Không đánh đổ nhào trên mặt đất, để đám người Nhị Lang Thần đem Thạch Hầu bắt lấy? Trong chuyện này vốn là có một chút nguyên nhân, đó là Quan Âm Bồ Tát chuẩn bị xuất thủ, còn chuẩn bị đem Tịnh Bình ném xuống. Tịnh Bình của Quan Âm chính là đại sát khí, ở kiếp nạn thu phục Hồng Hài Nhi, mọi người hẳn là nhớ kỹ uy lực của nó, có thể chứa toàn bộ lượng nước của Ngũ Hồ Tứ Hải, ngay cả Ngộ Không đều cầm lên không được. Thử nghĩ Tịnh Bình kia một khi ném xuống, Tôn Ngộ Không liệu còn có thể giữ được tính mạng hay chăng? Thái Thượng Lão Quân ném xuống kìm càng chát, nhưng cũng chỉ là đem Tôn Ngộ Không bắt được mà thôi. Nếu quả thật muốn thu thập hắn, thì vẹn vẹn chỉ với chiếc vòng này hoàn toàn có thể lấy được tính mạng của Ngộ Không. Khi thành ngưu tinh hạ giới, chỉ cần chiếc vòng này liền có thể đem tất cả binh khí của thiền bình thiền tướng hút đi. Lão Quân cũng đã nói, nếu như thành ngưu tinh đem quạt ba tiêu trộm đi, chỉ bằng chiếc vòng kìm càng chát kia, Lão Quân cũng đều không có cách nào. Thái Thượng Lão Quân vì sao lại bảo vệ Tôn Ngộ Không như vậy? Kỳ thật Lão Quân cùng Bồ Đề Tổ Sư là trợ giúp Tôn Ngộ Không tăng lên công lực, mục đích là gia nhập vào đại công trình thỉnh kinh của Tây Phương Giáo. Có người đến đây liền sẽ hỏi, Lão Quân vốn là đạo giáo tổ sư gia, tại sao lại để Tôn Ngộ Không gia nhập vào tập đoàn Phật giáo trở thành một vị hòa thượng? Trước khi trả lời về vấn đề này thì chúng ta có thể nghĩ đến việc, công trình đi thỉnh kinh của Đường Tăng, dù cho không có Tôn Ngộ Không hay chư bát giới, chỉ dựa vào một mình Quan Âm Bồ Tát âm thầm bảo hộ, thì có thể đi đến Tây Thiên được hay không? Đáp án là có. Theo quá trình đầu tiến, đông tiến của Phật giáo ngày càng lúc mở rộng, đạo giáo không thể tránh né sinh ra nguy cơ. Vậy thì phải làm sao? Chính là liền cần xếp vào một số người tiến vào Phật môn. Tôn Ngộ Không, chư bát giới, Xà Tăng đều là nhân tuyển tốt nhất cho việc này. Cho nên thiên đình đều tìm đủ các loại lý do đem bọn họ đuổi xuống hạ giới, gia nhập vào đội ngũ thỉnh kinh của Đường Tăng. Chỉ có điều bọn hắn bản thân đều là không biết nguyên nhân. Khi bọn họ đến Tây Thiền thành Phật đứng vững vị trí, nếu có một ngày Tây Phương Giáo có gì dị động, Thái Thượng Lão Quân sẽ bắt đầu dùng đến những quân cờ này. Tôn Ngộ Không chạy ra khỏi lò bát quái về sau, Thái Thượng Lão Quân vì che giấu tai mắt còn cố ý ngã một cái rồi mới chạy trốn đi. Thái Thượng Lão Quân làm như vậy tất nhiên không thể qua mắt được chủ nhân Tây Phương Giáo. Sau đó chủ nhân Tây Phương Giáo đầu tiên là giả tá đánh cược, rồi đem Tôn Ngộ Không giam dưới Ngũ Hành Sơn, sau đó lại để cho Đường Tăng đến cứu ra Thạch Hầu, để hắn nhận lấy ân tình của Đường Tăng. Vì phòng ngừa Thạch Hầu nửa đường thay lòng đổi dạ, lại đeo lên vòng kìm cô để khống chế. Nửa đường thông qua Ô Xảo Thiền Sư chính là Nhiên Đăng Cổ Phật đã chuyển thụ Đa Tâm Kinh, mặt ngoài là cảm hóa Đường Tăng, nhưng thật ra là để cảm hóa Tôn Ngộ Không. Đợi đến khi Tôn Ngộ Không đi đến Tây Thiên, kịp cô chú được khứ trừ, Đa Tâm Kinh sẽ làm Tôn Ngộ Không sinh ra tâm chú, để Thạch Hầu cũng không tiếp tục muốn cầm lên Kim Cô Bổng để tham gia bất luận phân tranh gì trong tam giới. Cho nên trong quá trình các đại lão của thiên đình cùng Tây Thiên tranh đấu, Tôn Ngộ Không thật ra chỉ là một quân cờ rất bị thương. Tự cho là bản lĩnh cao siêu, nhưng kỳ thật nhảy tới nhảy lui đều nhảy không ra khỏi bàn cờ do hai thế lực đã thiết kế ra. Có thể kết luận Tây Du Ký thực ra chính là một màn tranh đấu giữa hai nhà Phật đạo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong một video nói về chủ đề Tây Du Ký được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Trước khi kết thúc cái video này thì mình muốn giới thiệu với các bạn một cái vấn đề sau. Đối với cái tựa truyện Tây Du Ký thì tất nhiên là mình biết các bạn có rất là nhiều thắc mắc, vì vậy mình có một cái kênh gọi là kênh giao lưu giải đáp.
thì mình sẽ thi thoảng mình sẽ livestream để giải đáp các câu hỏi các bạn về vấn đề thần thoại hay Tây Du Ký ở trên này. Nếu như mà các bạn nào mà các bạn có những thắc mắc về những câu chuyện thần thoại hay là Tây Du Ký, Phong Thần, thì các bạn có thể lên kênh này của mình, đây gọi là kênh giao lưu giải đáp. Đấy, các bạn cứ gõ chữ giao lưu giải đáp thì nó sẽ ra kênh của mình. Đây, trong đây nói chung là mình hay livestream để mình trả lời những cái câu hỏi của các bạn. Đó, các bạn cứ đăng ký vào đây, nếu khi nào mình livestream hoặc các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt đấy, mình sẽ trả lời trực tiếp cho các bạn. Rồi tí mình sẽ đặt luôn cái link cái kênh này ở phần bình luận. Rồi các bạn nào các bạn mà có nhu cầu thì các bạn hãy đăng ký để tiếp tục, mà khi mình livestream các bạn có thể lên bạn hỏi trực tiếp. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video hấp dẫn tiếp theo.